35B. Đôi này thì zin nhất thì đẹp luôn, gần như còn ngón zin luôn, đẹp xuất sắc. S35B đẹp xuất sắc, nguyên bãi đẹp như này luôn. Hả? Đấy. Dấu bút nó bụi tím này, tím sẻ. Đấy, đôi này đôi Diatone 35B mặc DS35B. Đấy. Mắt 30 quá nhá. Đôi này thì không phải dọn gì đâu. Đôi này chả phải dọn cái gì đâu. Về chơi đi. Đấy. Gần cũng zin luôn quá nhá. Đấy, loa đẹp luôn. Con này nó zin hết luôn. Các bác xem like cho em xin một like, bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Đôi này thì đẹp nha mọi người nhá. Đấy. Thành bách nha. Mắt 30. Đấy, đi tôn 35B mắt 30. Loa đẹp căng đẹp. Đây kích thước của nó các bác nhá. Con này cao của nó thì là 65,5. Đấy, chiều sâu cả căng thì con này của nó là 33 các bác nhá. Đấy, chiều ngang con này của nó thì là xích sắt 37 các bác nhá. Đấy. Bắt 30. Một đôi 35B. Đấy. Diatone 35B đôi này thì xuất sắc rồi. Đôi này như này là xuất sắc rồi. Cặp này thì đang để cho bác giá là 4,2 của nhá. Một đôi xuất sắc này 4,2. Đấy. Đôi Diatone DS35B. Đôi này thì đẹp rồi, đôi này bác nào lấy thì không chê luôn. Gân zin nhá. Tất cả đều loe gân gân, con này gân không phải làm. Zin đẹp luôn. 42. Loa nguyên bãi đẹp như này. Đấy. Là bên em thì có cọc nhá, chuyển khoản hết thì bên em vui sướng qua ship. Đấy. DS35B nhá. Bút của 2. Đấy. Cao thì anh ở đâu rẻ anh mua. Đấy, bác nào ưng thì alo xem. Mã này là mã số 892 nhá. 4,2. Đôi này đẹp xuất sắc luôn. Các bác xem like cho em xin một like, một chia sẻ. Nếu bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một ký kênh. Đây bê con này ra. Đây. Cao thứ 35B này em về em bán làm chả làm gì còn đôi nào. Đấy. Cao thì các bác ở đâu rẻ các bác mua. 35B thì em đang không có mà bán này. Những cái đôi đẹp như này thì làm gì có sót ở nhà em đâu. Đấy. Có bao nhiêu đôi cũng đi hết rồi còn đâu nữa. 4,2 ạ. Đấy, chuyển khoản hết thì em sẽ hỗ trợ các bác bao ship cho các bác cơ mà.
có phải là không bao ship đâu. Còn, hoặc là các bác chuyển 50% giá trị cái đôi loa này em bao ship cho các bác rồi.